Hello anh em, chào mừng anh em đến với lại kênh Super Watch của em. Thì tối hôm nay buồn quá nên là hàng với lại hàng vừa cập bến cũng nhiều, nên là chắc lên một cái phiên nhỏ nhỏ giới thiệu chừng vài chiếc cho anh em mình. Rồi sau đó cái phiên sau đó thì em sẽ lên nhiều hơn xíu nữa. Thì phiên ngày hôm nay thì chắc lên vài chiếc thôi, lên vài chiếc thôi cho đỡ buồn. Thì bây giờ trên đây thì cũng có nhiều, nhưng mà tại bây giờ nó cũng tối rồi, chắc nên là lên vài chiếc thôi. Thì em sẽ ghi mã số và em báo giá và báo tình trạng. Thì anh chị em nào mà thấy kết con nào liên hệ cho em, số điện thoại em có để bên dưới. Cách thức mua hàng của kênh em thì cũng như cũ, anh chị vui lòng cọc chuyển khoản giúp em thì em sẽ gửi hàng đi nha. Cái đó là hồi xưa giờ cái kênh em như vậy rồi. Có nhiều anh không cọc thì em cũng không có gửi hàng đi. Còn anh em nào mà chưa tin tưởng cái kênh em, chưa thấy đủ uy tín thì cứ theo dõi thêm, cũng không có gì gấp. Chờ cái clip khác. Rồi chắc xin phép đi chi tiết vài chiếc từ trên xuống đi. Đi tới lúc nào mình mệt thì mình nghỉ nha. Vậy thôi, tại bây giờ cũng khuya rồi. Rồi chắc xin phép đi cái chiếc đầu tiên. Đây, lấy nét lại phát. Chiếc này thì anh em nhìn là biết là có chuông reo rồi. Revolve Homan. Đây, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Nhưng mà đặc biệt chiếc này là có chuông reo nha. Zin nguyên chiếc 100%. Zin nguyên chiếc luôn nha, 100%. Cơ chế là máy có tay, có chuông reo. Chuông reo này thì chuông reo cả làng đều biết. Đó. Tại vì nó reo rất là mạnh. Đây. Đó, đầy đủ thông số, thông tin. Kính sao khuya gì các kiểu, switch mét nha. Cơ chế là máy có tay nè. Em thử thôi nha, tại vì cái kim này nó đang ấy luôn nè. Em thử nè đó. Anh em nghe kêu. Hoàn chờ xíu đi. Cho nó qua cái. Rồi, lên code. Giật này lên. Rồi, giờ mình quay lại cho tới giờ này nha. Anh em nghe nó kêu nè. Đó, kêu lớn lắm. Này là em mới vừa lên code có vài dòng thôi là nên là kêu ít thôi. Anh em mà lên code nhiều xíu thì lên thì bấm nút này để cho hết kêu. Thì rất là nhiều tiếng, nó rất là dài nha. Em chỉ thử test nhẹ thôi. Size 38. Mấy cái dòng mà chuông reo này thì nó kiểu hiếm gặp. Hiếm gặp nha. Đây. Ken sao en luôn. Ken sao en luôn nha. Hiếm gặp. Size 38. Cho anh em mình chơi mặt nè. Anh em nhìn thấy mặt nó có ánh lên màu hồng hồng cam cam nè. Đó. Chờ. Đây. Rồi. Chiếc này thì em cho em mã số 01 đi. Em đang giao lưu với lại anh em là 7 triệu. Cho em mã số 01. Giá 7 triệu nha. Hàng sưu tầm. Anh em cứ nghiên cứu giá. Nghiên cứu giá thì nếu mà gặp những cái trang nước ngoài thì bán cực kỳ mắc luôn. Thử anh em cứ lên thử. Nghiên cứu giá thì giá thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trên điện thoại của anh em á. Bấm lên mạng. Rồi. Tiếp theo giới thiệu cho anh em mình chiếc cũng đến từ Thụy Sĩ, Sima nha. Sima. Lấy kéo này ra cho anh em dễ nhìn. Đây. Đó. Hàng mới vừa cập bến từ bên Shopping bọc vàng. Cơ chế là máy có tay nha. Chiếc này thì được cái là cái bánh xe nổi. Bánh xe nổi. Để em coi rồi nhưng mà mở luôn cho anh em mình xem nè. Đây. Được cái là bánh xe nổi nha. Bình thường là máy là ẩn, nhưng mà riêng cái chiếc này là bánh xe nổi. Đây, 17G switch mét. Đầy đủ thông tin. Đó. Được cái là bánh xe nổi nha. Bình thường là máy nó là máy ẩn. Đầy đủ thông tin hết nha.
tình trạng thì bọc vàng thì còn đẹp. Bọc vàng mà nếu mà có lỗi đâu thì em sẽ báo nha. Đây, em quay anh em nhìn thấy độ sáng nè. À, độ sáng là đủ sáng để cho anh em mình soi. Đây, qua nhằm vào quay gần. Đó, quay gần hết. Cái này là dây 19 nhưng mà em không có dây 19, em gắn tạm cái dây 18. Nhưng mà anh em nào chốt thì em sẽ gắn cái dây 19 cho nó khớp nha, khớp lệnh nha. Là bây giờ em gắn tạm để cho anh em mình dễ nhìn nè. Đó, anh em thấy đẹp chưa? Ướm lên tay thử cổ tay 18 nè. Đó, đồ xưa mỏng. Còn cái dòng mà của Sima mỏng. Size của chiếc này là size 35.5. Size 35.5 nha. Anh em mà để ý cái mặt nó to là của dòng Sima mặt nó to á. Chỉ size nó chỉ 35.5 thôi nhưng mà nhìn mặt rất là to luôn. Do là cái phần thịt này nè. Nó làm ít. Riêng cái dòng Sima nó làm cái phần thịt ít lắm. Nên là mình cảm giác lúc nào cũng to hết á. Đây, to đùng luôn. Đó, rồi. Bánh xe nổi nha. Ít gặp nha. Chứ không phải là cái máy Sima mà dạng bình thường, máy vàng rồi máy này máy nọ kia thì gặp nhiều. Nhưng mà dạng mà bánh xe nổi là ít gặp. Nhưng mà bán thì giá nó cũng mềm mềm cho anh em mình dễ chơi. 1 triệu 7 đi. Mã số 02. Xứng đáng 1 triệu 7, xứng đáng cho cái dòng bánh xe nổi. Sai đừng có nói tới luôn. Rồi, à, đẹp. 1 triệu 7 cho em mã số 02. Rồi, tiếp theo một dòng chuông reo. Hôm nay cũng có chuông reo cót, có chuông reo pin luôn. Xíu nữa em sẽ giới thiệu cho anh em mình một chiếc chuông reo pin cho anh em mình dễ chơi. Chiếc này đến từ Nga nha, cũng là chuông reo. Đây, nhìn cấu hình là thấy phối là thấy đẹp rồi đó. Nó phối cái mặt nha, còn cái dây thì mình không bàn. Dây mình muốn phối cái gì đó mình phối. Mình muốn giao cái gì đó mình giao. Còn riêng cái mặt nè, anh em nhìn thấy phối mặt nhìn đẹp ghê không? Cái màu với lại cái kim cọc số, tính ra chiếc này đẹp. 18 rubit ruby alarm nè, là chuông reo nè. Một cái thương hiệu nội địa của Nga nha, sử dụng máy có tay của Nga. Máy có tay của Nga. Đây, này mình cũng lên code rồi mình kéo ra, mình giật ra để mình lên chuông. Đây lên cót nhiều xíu rồi mình cho nó tới giờ đó nè. Chưa, không biết em biết chỉnh về đúng không ta, hay là đậy lại ta, hay là chưa lên cót. Nhớ là lúc chưa em thử ngon lành lắm mà. Đây rồi, anh em bình tĩnh, vẫn chưa kêu đó. À quên, đậy lại nè. À, con này kêu nhỏ hơn cái con kia. Quên, chiếc này là đậy lại nha. Lên cót nhiều xíu nhưng mà đậy lại chứ phải rút ra. Đó. Đây. Quên, vỏ là bằng inox nha. Thường mấy cái dòng Nga là hay sử dụng vỏ xi. Nhưng mà riêng chiếc này thì sử dụng vỏ inox. Thì khỏi lo về cái sự mà chốc hay là gì, size 36 nha. Size 36, máy là máy có tay. Mở máy luôn. Chiếc nào mở máy không được thì em mới không mở thôi. Đây, su xe tăng 18G nè. Đúng cái mà ở trên cái mặt số luôn. Rồi, giá đương nhiên mấy chiếc này cũng là thuộc dạng sưu tầm của Nga. Mềm hơn chiếc kia nhiều. Dòng của Nga mà. Chiếc này thì em bán 2 triệu. 2 triệu nha. Hàng ít gặp. Ít gặp. Bán 2 triệu cho em mã số 03. Anh em thấy chiếc nào đẹp, hợp lý, hợp túi tiền thì xuống xác. Chuẩn bị Tết tới nơi rồi. Bên em bán thì bao anh em test giá luôn. Bao anh em test giá luôn nha. Đây. Lên em có đeo con Sectina mặt xanh đẹp. Chiếc Sandos Automatic 25G. Anh em nhìn cái vỏ nè, cái vỏ là vàng hồng.
cái dây là vàng vàng xanh đó đằng ngoài nha, xin nha. À, đồ xưa là nên là nó hơi gọi là nó hơi ấy xíu. À, đây, nhưng mà quan trọng cái nước vàng nha. Nè, em quay rất là kỹ nè, rất là gần nè, cho anh em mình xem cái nước vàng. Đây, chấm vô cho nó nổi lên coi. Đó, cho anh em mình xem kỹ cái nước vàng nha. Rồi cái vỏ nè, vỏ là nó là lên vàng hồng nha. Đây, cái vỏ của cái chiếc này là vàng hồng nha. Đó, nó có hai màu, nó độc vậy đó. Nhập tịch từ Nhật về là nó có sẵn luôn hai màu vậy đó. À, Sandot 3 kim 2 ô cửa lịch 25cc Swift Med, đầy đủ thông tin. Chiếc này size to, dây nguyên zin. Đây, đẹp chưa, size to đùng luôn, máy automatic nha. Thông số của những cái chiếc đời xưa này thì anh em khỏi bàn. Anh em xem phía trong nè, nó bọc vàng rất là dày. Đây, cũng khó chóc lắm nha, bọc vàng rất là dày, biết bao nhiêu năm rồi. Mở máy cho anh em xem luôn, nào mở được là mở hết, nào chưa mở được thì anh em cứ inbox nếu mà cần. Đây, đầy đủ thông số kỹ thuật, chạy pha pha. Đó, rồi đo sai phát báo giá cho anh em mình. Sai lớn. Đây, sai 38, kinh điển chưa, đồ xưa mà nó sai 38 luôn, kinh điển. Hai củ rưỡi cho chiếc này, hai củ rưỡi nha. Sandot, dòng thương hiệu của Hiệp Sĩ Nguyên Di Zin, mã số 04, 2 củ rưỡi. Trời, 2 củ rưỡi mà sở hữu một con gọi là bọc vàng xưa mà size to đùng 38, dây nguyên zin, khó quá. Anh em nào mà thích là săn mà giá này là thiệt quá đẹp. Anh em mà hết dòng này đụng phát cái con này là xăng là 2,5 củ, giá quá đẹp. Đây, lên con hàng ít gặp nữa nè, Seiko nè, mà anh em nhìn thấy cái form không, anh em thấy chữ Busunet không. Đây, mà khóa là khóa Bonshot, em gắn tạm cái dây này thôi, cái khóa này đáng lẽ là phải đi bên con Nga đó mới được Bonshot, mà nó cũng không đúng hiệu nữa. Nhưng mà đi qua cái con Nga đó thì đẹp hơn. Đây, một chiếc Seiko có ô cửa lịch nằm ngay đây, thấy ngon nè. Nè, Business gạch A nè, đai sóc 27C, chiếc này 27C. Ở đây giao anh không số rồi, đầy đủ hết, có một ô cửa lịch, hai ô cửa lịch. Đó, thấy Business là thấy ngon rồi. Rồi tới tiếp tới là cái form nè. Đây, anh em thấy cái form không nè, chỉ ra vô. Đây, chỉ ra vô, bọc vàng đẹp nè, ngon chưa. Đây, đó, anh em nhìn thấy bọc vàng còn đẹp ghê chưa. Đó, form là rất là lạ. Này nó cái kiểu giống như cái form của dòng gì mà Mondi A gì đó, Mondi G gì đó, nhớ vậy, biết đúng không. Đây, y chang cái form của mấy con đó, dòng Seiko. Máy là 834-7010, mở máy luôn. Thường mấy con mà nhập tịch về á, mấy cái máy của Seiko cũng đẹp lắm, còn mới keng nè, thấy chưa. Đó, 27C cũng còn mới keng xoen à. Thường mấy dòng này bên đó người ta xài, người ta ít xài lắm, người ta mua về người ta đeo thời gian, người ta đem người ta dục, người ta dục cái có người lụm, xong cái đem đấu giá cái mình lụm. Đây, quan trọng size nè, giờ không biết đo size sao nha, mình phải đo hai chỗ. Một là đo cái chiều mà gọi là hấp nhất nè, là nó sẽ ra 37, rồi đo cái cục gù này nha, là nó sẽ ra là 37.5. đây, gần 38 luôn đó, đo là vậy. Rồi, quan trọng giá nè, những cái lạ lạ đẹp đẹp mình phải bán cho cao lên, bán phải 4-5 triệu gì đó, 4-5 triệu là dành cho người khác, còn riêng em
mã số 8, mã số 05. Riêng em có lời là em bán 1,7 triệu thôi. Bán chi mà 4-5 triệu rồi ngâm đó 3-4 năm chưa bán được nữa. Đó. Bán 4-5 triệu vẫn có người mua luôn nha nha anh em. Vẫn có người mua, bán 4-5 triệu vẫn có người mua, nhưng mà ngâm nó có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, có thể 5 năm. Đúng ngày khách người ta muốn mua, đúng ngày khách mà người ta thích, người ta thực sự thích cần chơi. Còn này bán 1,7 triệu mua chơi không thích bán lại nó vẫn còn được 1,000 triệu, đảm bảo anh em luôn. Riêng cái Seiko mà dòng bình thường đi, ví dụ em nói là Seiko này, Seiko Fire này nó cũng đã 1,000 triệu rồi, thì cái con này em bán có 1,7 triệu là rất là rẻ luôn. Nhập về nó cũng đã 1,000 triệu rồi, bán có cà phê thôi chưa tính phí ship này nọ kia cái kiểu, bán đúng có 1,7 triệu rất là rẻ luôn. Anh em chơi chán đem bán lại cũng còn 1,000 triệu, chứ không thể nào mà bán còn 500. Đơn giản không, thấy em tính nó hợp lý không? Nè, lên cho anh em con chuông reo mà cũng pin của Nhật nè. Đó, con này được cái là đẹp, phối nó cũng đẹp nữa. Đây, pin của Nhật nha. Đây, sử dụng máy pin của Nhật, nội địa của Nhật, Louis Philippe gì đó. Đó, nó cũng là chuông reo luôn, nhưng mà nó là nội địa của Nhật. Chiếc này thì được cái là mạ vàng rất là dày nha, kiểu nó bọc vàng luôn chứ không phải mạ vàng. Có logo nè, đây logo cánh chim đồ các kiểu, size lớn nha. Dây khóa đồ nguyên zin nè, dây cái khóa này nó rất là xịn luôn á nè, chắc cầm vô rất là chắc tay nha. Logo nè, đó đầy đủ nè, coi nè, đây đó dây nè. Không, để em coi cái size coi. Size của chiếc này là 37. Size 37. Một cái con chuông reo hàng sưu tầm size 37 mà nó đẹp nhức nách luôn. Rồi, 1,5 triệu cho anh em sưu tầm. Cái này em mua về cũng, em mua cũng lâu rồi mà tại em không lên clip để em bán. Em có lên bên TikTok đó, nhưng mà không có lên để em lên đúng có lần rồi, em để dành chơi luôn. 06 1,5 triệu. Chơi thì cũng đến lúc mình cũng chia sẻ lại cho anh em khác chơi. Chơi chi cho lắm. Rồi. Tới đâu? Tới đây đi. Tiếp nha anh em. Thôi. Khoan tới đây đi. À, mình chơi cái hộp cái đi. Đây. Một chiếc Orient full hộp automatic nha. Lộ cơ open hair gì đó. À, đọc tiếng Anh dở thì mình biết thôi. Anh em đừng có cười, tại vì mình có sao nói vậy, không biết thì nói không biết, chứ đừng nói không biết mà giả biết. Size 40.5. Size 40.5. Đây. Hộp nè, sổ nè. Đây. Lâu lâu mình cũng phải diễn xíu. Không biết mình tỏ ra biết. Mà có những lúc mình không biết thì mình nói mình không biết. Cuộc sống mình phải gọi là biến hóa khôn lường. Mặc dial xanh đẹp ghê không? Chính hãng của Orient đến từ Nhật Bản. Chiếc này thì còn đẹp, chung là còn rất là đẹp nha. Dây đồ nguyên zin hết. Nè, dây nguyên zin Orient nè. Đó. Inox thép các kiểu. Đây, khóa gập bướm. À quên, chiếc này á thì về á cái dây nó hơi ngắn, cho nên á là em cho là độ lên hai cái mắt dây nè. Anh em nhìn đi, nó y chang luôn. Nếu mà em quay mà em không nói anh em là anh em không biết luôn. Anh em nhìn hai mắt dây nè, hai mắt nhỏ thì anh em mình có thể mình di chuyển mắt nhỏ ra để mình sử dụng cũng được. Đó là em sợ thiếu cái dây cho anh em. Em lo xa lắm nên em tìm cách để em quất vô hai cái mắt dây, nhìn ken sao ken luôn, cũng là đúc luôn. Đó, y chang luôn không? Đó, em là em báo trước vậy. À, ví dụ anh em nào được dư thì mình tháo một mắt nhỏ ra là đẹp. Rất là đẹp.
bán giá cũng rất là mềm, cho anh em mình dễ chơi luôn, thật sự luôn. Chiếc này nếu mà coi mới thì cũng cũng căng à, cũng căng, nhưng mà em bán thì có full cái hộp 2.3 triệu thôi, rất là mềm luôn, thật sự luôn, rất là mềm. Còn không mềm nữa thì anh em kiếm cái gì đó mềm mềm để mình chơi. Mã số 07, 2.3 triệu, nó lên cái hộp nhẹ cái, rồi xong cái quăng nó ra góc đây. Mã số 08 nha, chiếc này chắc nhiều anh em mê nè, Universal Geneva, một thương hiệu rất là nổi tiếng, nhưng mà chiếc này thì tình trạng thì còn đẹp, nó chỉ có xước nhẹ cái kính trên đây thôi, xước nhẹ thì một nốt nhạc, quan trọng cái mặt bên trong, mặt màu mỡ gà, số là mã, form tăng, nút nguyên zin, đó, máy có tai, bọc vàng còn cực kỳ đẹp, đây, dây khóa linh kiện nha, nha anh chị em, đây, đẹp chưa, đó, đây, bấm rõ lại cái nó nè, đó, anh em thấy luôn cái kỳ kim luôn, tình trạng nè, đây, đó, đẹp chưa, máy là có tai nha. Để em đo size cái, để em coi có mở máy được ở trên clip không. Size size ngang là hơn 30 xíu nè. Size đứng là 29. Đo luôn càng là 35. Ướm lên tay cổ tay em 18, thử cho anh em xem. Đây. Đó, anh em tự so sánh nha. Tự so sánh, em 72 kg, anh em tự so sánh. Để em coi mở máy được không, em mở luôn cho. Hơi căng, nó hơi bót nha, hơi bót, nên là nói chung là máy có tay xịn sò. Anh em nào mà muốn mua thì cứ liên hệ cho em gửi hình máy cho em, có chụp lại rồi, muốn mua thì liên hệ cho em, đẹp chưa. Đó, một thương hiệu rất là nổi tiếng, giờ quan trọng giá nè, bán nhiêu cho nó đẹp nè. Em bán 1.9 triệu thôi, trời ơi, 1.9 triệu rẻ quá không ta, nếu mà rẻ quá thì bán 3 triệu được không. Mã số 08, nói vậy thôi chứ em là giữ vững lập trường 1.9 triệu cho em mã số 08 có tay. Giá này mà không mua được thì không mua ở đâu được, hứa luôn. Rồi, chiếc này nha, Citizen Autodesk, form kiểu dáng Rolex, nó 3 kim nha, chứ không phải là 2 kim đâu, nó 3 kim nha. Chiếc này thì tình trạng rất là đẹp nha, size khủng, đo trước cái size nè, đây 38, size khủng long, 25 chân kính 7 và 3 kim 2 ô cửa lịch, niền đẹp, size thì lớn, niền thì đẹp. Cái dây này là cái dây đờ mi mà của khách đang chơi gắn dây linh kiện nha, không phải của em, nên em thấy cũng được thôi, gắn đầu cong luôn, nhưng mà còn hở thì nói chung là tạm chấp nhận thôi, tại vì này dây linh kiện. Nếu mà em mua về em sẽ thay cái dây da, còn có nhiều anh em thì người ta thích dây này thì người ta chơi, đơn giản vậy thôi, tùy gu mỗi người. Riêng chiếc này em sẽ kèm thêm một cái dây da để tặng, hơi cứng, máy đẹp, nói chung là máy đẹp, anh em yên tâm cái chuyện đó, máy là đẹp, anh em khỏi lo cái chuyện đó, quan trọng là giá nè. Đây, giá bán tặng thêm cái dây da nữa cho anh em chơi cho dễ nha, 1.9 triệu, 1.9 triệu nha, không biết là có nghe lầm không, 1.9 triệu tặng thêm một cái dây da, dây này là dây linh kiện này, đều vô dây da thì
nó bén hơn. Đó là quan điểm của em. Rồi, một chiếc Ranbit đến từ nhà của Orion. Anh em thấy màu đủ hướng màu không? 30 chân kính nè, đó màu nè. Rồi cái kim, chiếc này được cái bọc vàng nguyên con luôn. Size thì nó tới gần 37 lần. Đây. Đây, size là gần 37 nha. Size là gần 37. Miếng nữa thôi. Chỉ cần một gem nữa thôi là nó sẽ ra 37. Chiếc này thì được cái là bọc vàng nguyên chiếc, còn đẹp keng sà beng luôn, máy automatic. Keng sà beng luôn nha. Đó. Như chiếc vàng đúc. Đẹp keng luôn. Như chiếc vàng đúc. Chưa, máy automatic mặt nè. Đây. Đó. Đẹp chưa? Keng sà beng. Chiếc này có đường kính là size 37 nha. Chung là tình trạng thì rất là đẹp rồi. Không có gì để nói rồi. Rất 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 đẹp. Máy hả? Uống máy là có máy luôn. Chơi luôn. Đây. Đó. Muốn máy là có máy luôn, 30C. Đây, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đây, khắc logo đầy đủ hết. Thấy chưa? Quan trọng là giá. Đó. Đối với em là quan trọng là giá thôi. Giá có đẹp để cho anh em mình chơi không là một câu chuyện. Đó là một câu chuyện muôn thở. Mã số 10. Đây. Anh em nhìn thôi, khỏi nói. Mã số 10. Nãy giờ lên 10 chiếc rồi hả? Lên nữa không ta? Hay nghỉ? Lên nhanh đi. Lên nhanh nha. Một chiếc ESQ Swiss Diamond. Diamond là 4 hộp, không biết kim cương thiệt hay giả, không chả biết nha. Nhưng mà thương hiệu này là thương hiệu con của dòng Movado á. Con của dòng Movado nha. Đường kính ngang là 27, đường kính cao là hình như là 35. 39 chứ. Ngang 27, dài 39 nha. Nguyên zin từ A cho tới Z. Bán giá cũng mềm lắm, có 1,2 triệu à. Đây. Đó. Nè, máy quạt Swiss nha. Máy quạt Swiss. Đầy đủ thông tin. Mấy cái chiếc này thì anh em lên trên mạng bấm là ra liền. Giá cũng rất chát nha. Nguyên zin từ A tới Z nha. Đây. Nguyên zin là từ A tới Z. Cái khóa luôn nè. Mắt dây còn nhiều nè. Những này những mắt dây nè. Nó phối giữa dây lưới với lại mắt dây này. Rồi. Cho em mã 10, 11. Mã 11. 1,2 triệu. Đây. Mã này là mới là Movado nè. Mã 12 nha. Chiếc này là Movado nè. Đó, chính hãng Movado. Chiếc này thì có đường kính là size nhỏ nhỏ thôi, dành cho anh em nào tay nhỏ nhỏ vừa thôi. Có nhiều anh em tay nhỏ lắm, đang chắc là đang rất là thích chiếc này nè. Đây. Thông số đồ đầy đủ hết. Nè. ESQ nè, thấy chưa? Là cái ông đó đó là con của ông Movado. Đó. Nói để cho anh em dễ hiểu. Chiếc này thì tình trạng vậy thôi, đẹp. Size nhỏ, cơ chế máy pin đơn giản thôi, size nó là 33.3, dành cho anh em nào tay nhỏ. Đó, dành cho em nào tay nhỏ nha. Cổ tay cỡ 16.5 trở xuống là đeo là đẹp. Rồi. Cho em mã số 12. 1,5 triệu. Ông này Movado nha, mắc hơn ông kia xíu. Kiểu vintage nữa.
đó, để dành cho anh em đeo Tết. Lên chiếc cuối cùng nghỉ nha anh em, 13. Thôi lên 14 đi, lên 13 số nó không may mắn đâu. Chiếc này Busan. Chữ B nè, logo chữ B nhìn đẹp lắm. Đó, nghiêng nha. Máy quạt cơ chứ, máy quạt của Nhật nha. Full vàng. Đây. Full vàng, tình trạng full vàng nhưng mà còn đẹp nha. Đó, không có chốc tàu tàu lao. Đây có chốc nhẹ miếng thôi. Thì đương nhiên là qua thời gian cũng có chốc nhẹ một miếng, nhưng không đáng kể. Đây, chữ B hay logo thấy đã không? Đó. Nhìn keng sà beng luôn. Chiếc này nguyên zin đẹp quá. Cái logo với lại cái thiết kế nhìn nó đẹp. Nước vàng nó cũng còn đẹp. Xài 36 luôn mới ghê chứ. Xài 36. Ừ. Rồi. Bán nhiêu được? Bán nhiêu? Này bán 990 đi. 990k được không? 990k. Mã số 13. 990k. Đó, mã số 13. Lên con này đi. Cho nó né số 13. Seiko. Không, chiếc này pin nó yếu rồi nên nó chạy hai nấc nè. Không lên. Lên chiếc này đi. Shima. Này form của Omega. Anh em biết cái Omega mà kiểu mà dạng thể thao không? Chiếc Omega đó không biết em kêu bằng Omega gì em quên rồi, nhưng mà nó là dạng thể thao. Này không biết điền xoay được nè. Cái gợn sóng trong chiếc Omega nó có cái gợn sóng y chang luôn. Này lấy cái form đó nè, chống nước 23 nè. Rồi kim này chắc có giả quang, đúng y luôn. Có một ô cái lịch này dòng kiểu dòng lặn. Sigma, cơ chế là máy máy pin của Thụy Sĩ nha. Nguyên zin từ A cho tới Z. Chưa qua Shiba đánh bóng luôn nè. Đó, nhưng tại thấy còn đẹp nên là em không có Shiba đánh bóng. Thì anh em nào cần hỗ trợ thì em sẽ hỗ trợ Shiba đánh bóng. Có đường kính, cái này thì có đường kính là size 38 nha. Đây. Size 38, có đường kính là size 38. Đây. Rồi, chiếc cuối cùng nha. Bán chiếc này thì nhiêu đẹp đây. Chiếc này form này đẹp nha. Form này đẹp so với những cái chiếc Shima của mọi thời đại. Em bán 1.3 triệu. Mã 14. Định bán 1.4 triệu chứ. Thôi bán 1.3 triệu được rồi. Rồi, 1.3 triệu. Kết thúc chương trình. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Số điện thoại có để bên dưới. Rồi cần thêm thông tin gì thì cứ liên hệ cho em. Cảm ơn tất cả các anh em.